Quý thầy cô chủ tọa đoàn và quý vị đồng nghiệp, được sự cho phép của ban tổ chức hội nghị khoa học Bệnh viện Bạch Mai, hôm nay tôi xin báo cáo trình bày cái báo cáo về kiểm soát nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103. Phần trình bày của tôi gồm 5 phần, và gồm là phần giới thiệu, phần cơ chế bệnh sinh, sàng lọc, điều chẩn đoán và điều trị nhiễm virus BK, và một số kết quả nghiên cứu tại Bệnh viện Quân y 103 về virus BK, và cuối cùng là phần kết luận. Như chúng ta đã biết thì ghép thận ấy là một trong 10 thành tựu khoa học công nghệ của thế kỷ 20, và sự ra đời của các cái thế hệ thuốc ức chế miễn dịch khác nhau và ngày càng hoàn thiện, dẫn làm cho cái chức năng tạng ghép ngày càng được giữ duy trì tốt hơn. Tuy vậy thì có một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân mất chức năng thận ghép do các nguyên nhân khác nhau theo thời gian, và một trong các nguyên nhân mà được nhắc tới đó là nhiễm virus BK sau ghép. Thì và cái tỷ lệ nhiễm virus BK sau ghép ấy, thường thường xuất hiện nhiều ở những cái bệnh nhân mà trong thời gian trong 2 năm đầu sau ghép. Do vậy cái việc mà nghiên cứu cũng như là tìm hiểu và điều trị nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận giúp cho giữ được cái chức năng thận ghép ngày một tốt hơn. Như chúng ta đã biết, cái virus BK là một cái virus có nhân DNA và thuộc họ polyomavirus, không có vỏ bao ngoài, và vỏ capsid của nó thì có gồm 3 cái chuỗi protein với cấu trúc là VP1, VP2 và VP3. Và cái virus BK được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1971 từ một cái quan sát ca bệnh sau ghép thận có đái máu, có giãn đài bể thận ở bệnh nhân sau ghép. Và sau 24 năm sau thì cái ca bệnh thứ hai mới được ghi nhận vào năm 1995. Và sau những năm 2000 thì virus BK mới được quan tâm nghiên cứu mô tả cũng như là khảo sát cũng như nghiên cứu nhiều hơn. Tại Việt Nam thì cái ca bệnh nhiễm virus BK ở bệnh nhân sau ghép được phát hiện lần đầu năm 2012 tại Bệnh viện Việt Đức, và tại Bệnh viện Quân y 103 thì cái ca bệnh nhiễm virus BK được phát hiện đầu tiên năm 2016. Lý do chúng ta phát hiện muộn các cái trường hợp nhiễm virus BK bởi vì là cái thứ nhất là cái số lượng cái ca ghép của chúng ta trong những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 này, đến năm 2010 cũng chưa nhiều, nó chỉ thực sự tăng lên nhiều ca ghép trong những năm 5 năm trở lại đây. Và do vậy chúng ta ngày càng gặp nhiều các cái bệnh nhân nhiễm BK do cái số lượng bệnh nhân ghép tăng lên. Các cái yếu tố nguy cơ mà của nhiễm virus BK được ghi nhận và được chứng minh chứng bao gồm đó là tuổi ở những người nhận thận trên 50, những bệnh nhân có đái tháo đường từ trước, những bệnh nhân mà có kháng thể, có không không nhiễm virus BK từ trước, hoặc là những người mà có cái bất tương hợp HLA ở mức cao, hoặc là đã có thải ghép trước, hoặc là người âm tính với virus BK nhưng mà nhận virus BK từ người đã từng nhiễm virus BK từ trước. Và người ta cũng thấy một vài các yếu tố về gen có ảnh hưởng đến cái sự xuất hiện của virus BK. Nhưng yếu tố quan trọng nhất, yếu tố lớn nhất, đó là cái nguy cơ cao nhất nhiễm virus BK, đó là cái sự dùng thuốc ức chế miễn dịch quá mức, dùng thuốc chế quá mức. Ở đây các bệnh nhân của chúng ta đều phải dùng các thuốc ức chế miễn dịch để giữ tạng ghép, nhưng việc cân bằng cái liều điều trị để hiệu quả giữ được trạng thận ghép tốt, cũng như là nó để tránh cái gì là quá quá liều, thực sự là rất khó, bởi các thuốc ức chế miễn dịch đều là các thuốc điều trị với cái khoảng điều trị rất là hẹp. Nếu quá liều một chút thôi thì nó sẽ gây nên ức chế quá mức và sẽ là nguy cơ dẫn đến hoạt động, tái hoạt động cũng như là nhiễm virus BK. Đấy là yếu tố và là nguy cơ lớn nhất, quan trọng nhất. Về cái thời điểm nhiễm virus BK thì người ta thấy rằng là trên 50% là nhiễm virus BK trong vòng 3 tháng đầu, 3 đến 6 tháng đầu sau ghép, và chủ yếu là gặp trong 2 năm đầu, 90% là gặp trong 2 năm đầu. Tuy vậy
thì kể cả những năm tiếp theo, năm sau, 10, 15 năm thì vẫn có thể gặp trường hợp mà nhiễm mới, nhiễm virus BK. Và do vậy là đứng trước một ca bệnh thì chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến đó là có thể nhiễm virus BK. Về cái tần suất nhiễm virus BK, nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta sử dụng công cụ cũng như là mẫu để chúng ta sàng lọc virus BK. Ở đây chúng ta thấy là nếu nếu mà sử dụng nước tiểu để sàng lọc bằng phương pháp PCR thì chúng ta thấy là cái tần suất mà chúng ta bắt được nhiễm virus BK là lớn nhất, và tương ứng với nó thì nó là cái quá trình phát triển của virus BK ở trong cơ thể người bệnh theo một cái trật tự tuần tự. Đó là khi mà virus BK tấn công vào tế bào biểu mô của ống thận, đặc biệt là các tế bào biểu mô ở ống thận, ở ống lượn xa sẽ làm đi vào trong nhân và gây phá hủy các cái tế bào biểu mô ống thận, gây viêm ống thận, đấy, và virus nhân lên phát triển ở tế bào biểu mô ống thận, nó sẽ thoát vào trong các cái mao mạch quanh ống thận và đi vào trong máu. Và khi đó chúng ta sẽ phát hiện hay bắt được, nôm na là bắt được virus ở trong máu. Đấy. Và virus cũng gây tổn thương tế bào biểu mô ống thận và nó cũng vào trong nước tiểu, và dường như nó sẽ xuất hiện sớm hơn ở trong nước tiểu, và do vậy sàng lọc virus ở trong nước tiểu cũng là góp phần chúng ta phát hiện sớm nhiễm virus BK ở bệnh nhân sau ghép. Với cái bảng lâm sàng của nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận thì rất là nghèo nàn, và cái triệu chứng hay là cái biểu hiện rõ nhất đó là suy chức năng thận. Đấy là ở cái giai đoạn đã rất là muộn rồi, khi mà chức năng thận đã bị ảnh hưởng, tức là tổn thương thận rất nặng nề và cái việc hồi phục rất là khó khăn. Và một vài trường hợp gặp phải đó là cái tình trạng viêm hoặc là hẹp niệu quản, bể niệu quản thận ghép, nhưng ở đây nó chỉ một sự gặp của rất ít các trường hợp, chủ yếu là gặp được tổn thương là do giảm chức năng thận. Một vài trường hợp thì có cái tình trạng là tạo ra nang ở thận, gây ra đái máu, sẽ gây ra đái máu. Và còn cái triệu chứng mà chúng ta gặp nhiều nhất đó là xuất hiện virus ở trong máu và trong nước tiểu, nhưng cái này chúng ta phải sử dụng các xét nghiệm cận lâm sàng thì mới phát hiện được. Do vậy cái bảng lâm sàng rất là nghèo nàn. Cái việc mà chẩn đoán nhiễm virus BK, ở đây chúng ta sử dụng rất nhiều các cái kỹ thuật khác nhau. Kỹ thuật chẩn đoán dựa vào cái phát hiện các cái tế bào biểu mô ống thận mà có chứa virus BK nhân lên, nó gọi là tế bào decoy cell, tế bào, hoặc là dựa vào thường quy ở hiện nay, xét nghiệm hiện nay đó là xét nghiệm PCR phát hiện các cái nhân của virus ở trong trong nước tiểu hoặc trong máu, hoặc là sinh thiết thận ghép để phát hiện ra cái tình trạng viêm ống thận cũng như là nhuộm miễn dịch, cũng có thể là hóa mô hoặc miễn dịch hình quang để phát hiện ra ra cái kháng nguyên của virus ở trong mô tổ chức của thận ghép. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái mô của thận ghép, chúng ta nghiền, chúng ta đưa vào chạy PCR cũng có thể bắt được cái virus BK, nhưng rất ít thực hiện trong thực hành lâm sàng. Một số trường hợp đặc biệt chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà chủ yếu đó là xét nghiệm PCR mẫu nước tiểu và mẫu máu để phát hiện cái sự nhân lên của virus ở trong máu và trong nước tiểu. Đấy là các cái kỹ thuật xét nghiệm. Vì triệu chứng lâm sàng nó rất nghèo nghèo nàn mà muốn phát hiện sớm thì chúng ta phải tiến hành sàng lọc virus BK ở trong máu và trong nước tiểu. Thế thì cái việc mà sàng lọc virus BK nó tùy thuộc vào từng khu vực, từng trung tâm và từng guideline của từng khu vực khác nhau, cũng như là từng quy mô khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái nguồn lực cũng như là cái năng lực của từng trung tâm một. Trên thế giới thì theo Hội Thận học Quốc tế CARIGO thì người ta sàng lọc là virus BK ở trong máu bằng kỹ thuật PCR hàng tháng trong 3 đến 6 tháng đầu, và sau đó là 3 tháng, mỗi 3 tháng tiếp theo khi đủ 1 năm, và hoặc là mỗi khi có biến đổi chức năng thận ghép hoặc là sau điều trị thải ghép cấp. Đấy. Nhưng ở một số nước có điều kiện kinh tế phát triển, cái việc triển khai xét nghiệm nó dễ dàng đại trà hơn, thì người ta có thể làm dày hơn
có thể làm virus xét nghiệm virus BK 2 tuần một lần trong vòng 16 tuần, 16 tuần đầu và trong thậm chí đến tận 2 năm, sau 2 năm để người ta phát hiện sớm cái nhiễm virus BK. Và khi mà có tăng creatinine trong máu thì người ta tiến hành sinh tiết thận. Thì đấy là cái mà cái quy trình sẽ sàng lọc xét nghiệm như vậy, nó cũng chưa khác nhau tùy thuộc vào trung tâm. Còn ở Việt Nam thì sao, với hơn 13 trung tâm tiến hành ghép thận thì có thể nói xét nghiệm sàng lọc virus BK mới thực hiện thường quy ở đâu đó khoảng 3 đến 4 trung tâm. Thế còn lại các trung tâm khác thì gần như chỉ sàng lọc virus BK khi mà có nhiễm, khi mà có biến đổi chức năng thận, nó phụ thuộc vào cái năng lực cũng như là nguồn lực cũng như là cái điều kiện để xét nghiệm virus BK ở từng trung tâm, nó phụ thuộc vào số lượng bệnh nhân của từ các trung tâm mà có thể khoa xét nghiệm mới có thể bảo đảm được cái việc mà xét nghiệm sàng lọc virus BK. Và do đó một số bệnh nhân cũng được phát hiện rất là muộn khi chức năng thận đã kém. Thì đấy là cái quy trình sàng lọc, cái cách mà chúng ta các cái guideline hướng dẫn về sàng lọc. Và ở Hội Ghép Tạng Việt Nam thì cũng đã đưa ra dựa vào các khuyến cáo, nhưng mà đưa ra cái hướng dẫn điều trị tương đối là rộng. Thế còn khi mà bệnh nhân đã nhiễm trùng hay là đã nhiễm virus BK ở các mức khác nhau thì điều trị thế nào? Điều trị thế nào? Thế thì ở đây thì với Cadigo, Hội Thận Ghép, Hội Thận Học Quốc tế thì đưa ra cái guideline hay cái hướng dẫn về điều trị bệnh thận do nhiễm virus BK là chủ yếu. Thì ở đây chúng ta thấy là các biện pháp, đây là không có cái biện pháp điều trị đặc hiệu BK, mà chủ yếu dừng ở các biện pháp đó là điều chỉnh, giảm liều thuốc ức chế miễn dịch, rồi là đổi phác đồ ức chế miễn dịch, đổi thuốc ức chế miễn dịch để và kiểm soát chặt chẽ tải lượng virus cũng như chức năng thận để kỳ vọng là cái hệ miễn dịch của cơ thể hồi phục, giúp cho cải thiện cái chức năng thận nghe. Và ở Hội Ghép Tạng Canada thì người ta có tiến hành xây dựng cái hướng dẫn về điều chỉnh phác đồ ức chế miễn dịch rất sớm khi mà có tải lượng virus BK hoạt động, có virus BK hoạt động thì người ta đã điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch với kỳ vọng là không xuất hiện cái bệnh thận do virus BK mà phải kiểm soát ngay khi virus BK đã nhân lên. Điều đó giúp cho giữ chức năng thận ghép được tốt, không làm xuất hiện hoặc làm giảm cái tỷ lệ bệnh nhân chuyển từ nhiễm sang mắc bệnh hay là có suy chức năng thận do virus BK. Tại tại bệnh viện Quân y 103, chúng tôi cũng đã xây dựng cái quy trình xét nghiệm nhiễm virus BK ở bệnh nhân sau ghép. Chúng tôi đã tiến hành thu thập các cái mẫu bệnh nhân và đánh giá bước đầu những cái kết quả điều trị của nhiễm virus BK ở bệnh nhân của chúng tôi, đồng thời nghiên cứu các cái kiểu gen của virus BK mà ở nhóm bệnh nhân của chúng tôi phát hiện ra được. Thì tôi nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện ở trên 201 bệnh nhân ghép thận tại bệnh viện Quân y 103. Các cái thông tin, thông số, chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân được thu thập cả trước ghép và sau ghép, và xét nghiệm chức năng thận dựa vào creatinine máu được thu thập ở các cái thời điểm sau ghép, tại thời điểm xét nghiệm với các bệnh nhân có chức năng thận bình thường và sau các cái thời gian sau điều trị của các bệnh nhân mà có biến đổi chức năng thận ghép. Xét nghiệm virus BK, tải lượng virus BK trong máu và trong nước tiểu thì được xét nghiệm bằng quy trình xét nghiệm real-time PCR với cái dùng trong xét nghiệm chẩn đoán trong lâu thực hành lâm sàng, và giải trình tự gen virus BK cũng được thực hiện theo cái quy trình thống nhất. Và việc điều chỉnh các cái thuốc cũng như phát hiện nhiễm virus BK thì cũng theo cái guideline của Cadigo và theo guideline của Hội Ghép Tạng Canada, và tùy theo cái tải lượng virus trong máu và trong nước tiểu thì chúng tôi tiến hành điều chỉnh phác đồ hay là điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch cũng như thay đổi phác đồ để kiểm soát cái chức năng thận của người bệnh. Thế còn bệnh thận do virus BK được chẩn đoán bằng mô bệnh học có viêm ống thận cộng với nhuộm cái kháng nguyên SV40 dương tính ở trên miễn dịch hình quang hoặc hóa mô miễn dịch để đưa ra chẩn đoán. Về kết quả chúng tôi thu thập được thì có hai cái nhóm mà chúng tôi
tạm thời chia làm hai nhóm, bao gồm các cái nhóm bệnh nhân mà có chức năng thận bình thường và chúng tôi sàng lọc virus BK một cách chủ động với 126 bệnh nhân, và có 75 bệnh nhân thì có tăng creatinine máu và chiếm 37,3% bệnh nhân, và có 8 bệnh nhân thì chúng tôi đã chẩn đoán bằng bệnh thận do BK virus, chẩn đoán bằng sinh thiết chiếm 3,98%. Về các cái đặc điểm chung của cái nhóm bệnh nhân mà chúng tôi nghiên cứu thì thấy tuổi trung bình là khoảng 40 tuổi, trong đó tỷ lệ của nam là nhiều hơn ở nữ, và cái thời gian sau ghép của cái nhóm mà có chức năng thận kém ấy, thông thường lại rơi vào nhóm bệnh nhân mà mới ghép, tức là thời gian trung bình đâu đấy nó khoảng 1 năm rưỡi, tức là dưới 2 năm. Đấy. Và các cái thông số khác về tỷ lệ sử dụng CNI hoặc là liều hoặc là cái bất tương hợp HLA là không có sự khác biệt, không có sự khác biệt. Liều thuốc ức chế miễn dịch nhóm chống tăng sinh ở nhóm có chức năng thận giảm thì thấp hơn so với nhóm bệnh nhân mà có chức năng thận bình thường. Và đương nhiên khi cái chức năng ở nhóm bệnh nhân chức năng thận giảm thì cái giá trị trung bình creatinine ở nó vào khoảng trên dưới 150 micromol trên lít. Như vậy phát hiện những bệnh nhân mà có biến đổi chức năng thận rất là sớm, khi chức năng thận giảm nhưng mà chưa giảm nhiều, thì đấy là cái cơ hội cũng là điều kiện để có thể giúp cho hồi phục được tốt hơn. Và khi mà khảo sát cái tải lượng virus ở trong máu và trong nước tiểu của ở hai nhóm này, chúng ta thấy rằng là cái tải lượng virus ở trong máu của cái nhóm giảm chức năng thận cao hơn, có ý nghĩa so với nhóm không có giảm chức năng thận. Điều này thì hoàn toàn là hiển nhiên với một cái tư duy logic thông thường. Tuy vậy thì khi mà chúng ta tiến hành triển khai một kỹ thuật mới cũng như là một cái xét nghiệm mới, chúng ta cũng chưa có cái ghi nhận ban đầu trên cái nhóm đối tượng của chúng ta. Do vậy cái số liệu này nó giúp chúng ta củng cố và tìm ra được cái mối liên quan hay là của cái hay cũng như là cái vai trò của nhiễm trùng do nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận là cái nguyên nhân có đáng kể dẫn đến ảnh hưởng đến chức năng thận ghép. Và do vậy với bệnh nhân sau ghép thận mà có biến đổi chức năng thận ghép thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới đó là có hay không có việc nhiễm virus BK ở cái nhóm bệnh nhân này. Về khảo sát tải lượng virus BK ở các cái mức độ khác nhau ở trong huyết tương thì chúng ta thấy rằng ở cái nhóm mà suy chức năng thận ghép thì có thấy là 26% bệnh nhân là có tải lượng virus ở rất cao, trên 10 mũ 4, trên 10 mũ 3, và trên 10 mũ 4 là trên 21,6%. Nhưng mà đặc biệt là ở cái nhóm bệnh nhân có chức năng thận bình thường thì là có tới 9,5% bệnh nhân là có tải lượng virus ở mức cao, tức là trên 5.000. Trên 5.000 là cái mức mà người ta khuyến cáo là phải sử dụng các cái phác đồ điều chỉnh ức chế miễn dịch để giảm thiểu cái nguy cơ tiến triển đến cái bệnh thận mà do virus BK. Đây là cái ý nghĩa rất là quan trọng của việc là sàng lọc phát hiện sớm nhiễm virus BK. Còn nếu tính là cái điểm cắt mà virus BK trên 1.000 thì cái tỷ lệ nó lại phải là trên 20% với những bệnh nhân mà có chức năng thận hoàn toàn bình thường. Điều đó chúng ta thấy là cái việc sàng lọc nhiễm virus BK là có ý nghĩa trong thực hành lâm sàng chứ không phải chỉ trong nghiên cứu. Và tính chung lại những bệnh nhân mà chúng ta phát hiện ra được DNA của virus BK ở trong máu là với 56% ở bệnh nhân có giảm chức năng thận và 36,5% với bệnh nhân mà có chức năng thận hoàn toàn bình thường. Tương tự với lại khi sàng lọc, khi xét nghiệm tải lượng virus BK ở trong nước tiểu thì thấy rằng là có ở cái nhóm bình thường này, tỷ lệ bệnh nhân có tải lượng virus BK mà trên 10 mũ 7, trên 2,5 nhân 10 mũ 7 nó là đến 7,9%. Còn ở nhóm bệnh nhân mà có suy giảm chức năng thận thì tỷ lệ bệnh nhân có tải lượng virus BK trong nước tiểu trên 10 mũ 7 là 21,3%, tỷ lệ rất là cao. Và ở nhóm bệnh nhân mà có giảm chức năng thận tính chung thì tỷ lệ có bắt được virus BK ở trong nước tiểu là 66,7% bệnh nhân.
Thì đấy là cái tỷ lệ đáng kể mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà sàng lọc chức năng thận cho người bệnh. Khi chúng ta phân tích chung gộp lại giữa nhóm bệnh nhân nhiễm virus BK ở trong máu và trong nước tiểu của các bệnh nhân này, thì chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân mà tải lượng virus BK trong máu nhỏ hơn 10 mũ 4 thì chúng ta thấy rằng là có tỷ lệ đáng kể 5 phẩy mấy gần 5% số bệnh nhân là có tải lượng virus ở trong nước tiểu là trên 2,5 nhân 10 mũ 7. Như vậy là gì, tải lượng virus ở trong nước tiểu đã rất là cao nhưng mà gì tải lượng virus ở trong máu chưa cao, thậm chí là âm tính. Ở đây chúng trong trường hợp trong cái nhóm nghiên cứu này chúng ta thấy là có 2,3% bệnh nhân là có tải lượng virus trong máu trên 2,5 nhân 10 mũ 7 nhưng ở trong máu là vẫn còn âm tính. Thì để chúng ta thấy là cái tải lượng virus ở trong máu xuất hiện virus ở trong nước tiểu nó sẽ đi trước và sẽ xuất hiện virus ở trong máu sẽ ở giai đoạn sau. Nếu chúng ta phát hiện sớm ở trong nước tiểu chúng ta có thể xem xét điều chỉnh nếu phác đồ cũng như là liều thuốc ức chế miễn dịch, nếu như nồng độ thuốc ở ngưỡng cao chúng ta sẽ sớm điều chỉnh chứ không đợi để xuất hiện tải lượng virus ở trong máu hoặc là máu cao thì chúng ta mới điều chỉnh. Như vậy là sẽ muộn cái nguy cơ mà xuất hiện bệnh thận do virus BK sẽ tăng lên. Phân tích sâu hơn cái việc mà xuất hiện cái giá trị tiên lượng cái bệnh thận do virus BK ở trong máu ở trong những bệnh nhân mà phát hiện được virus BK, ở đây chúng tôi phát hiện 88 bệnh nhân có virus BK ở trong máu gồm cả chức năng thận bình thường cũng như chức năng thận bất thường, thì thấy rằng là cái diện tích cái giá trị chẩn đoán diện tích dưới đường cong của tài lượng virus BK trong máu ở đây là 0,97 và với cái điểm cắt là 1,26 nhân 10 mũ 5 copy trên ml và với cái độ đặc hiệu là 96,3% và độ nhạy là 87,5%. Và khi mà phân tích với phân tích giá trị tiên đoán bệnh thận do BK virus ở những bệnh nhân mà có suy giảm chức năng thận thì cái điểm cắt đấy nó đã giảm xuống là chỉ còn là 3,38 nhân 10 mũ 4 copy trên ml và diện tích dưới đường cong ở đây là 0,98 0,985 0,985 tức là tiệm cận với giá trị bằng gần rất gần với giá trị bằng một cái độ độ đặc hiệu là 92,5% và độ nhạy là 100%. Như vậy ở đây chúng ta thấy là nếu có suy chức năng thận thì tải lượng virus trên 10 mũ 4 đã là cái nguy cơ rất cao của cái bệnh thận do BK virus và cái việc mà chúng ta phải chẩn đoán bệnh nhân là bệnh thận do BK virus là điều rất dễ hiểu và rất chắc chắn. Tương tự phân tích cái nguy cơ tiên đoán bệnh thận do BK virus dựa vào tải lượng virus trong nước tiểu thì chúng ta thấy diện tích dưới đường cong ở đây là 0,899 gần bằng 9 với cái độ độ đặc hiệu là 93,6% và độ nhạy 87,5%. Và cái điểm cắt của tải lượng virus ở trong nước tiểu ở đây là 8,89 nhân 10 mũ 8. Tương tự phân tích cái giá trị tiên đoán của tải lượng virus BK ở trong nước tiểu thì chúng ta thấy cái diện tích dưới đường cong ở đây là 0,925, giá trị rất là cao và với độ đặc hiệu là 92,5%, 92,5 và 8 độ đặc hiệu là 87,5%. Và cái điểm cut off ở đây là 5,77 nhân với lại 10 mũ 8 copy trên ml và ở đây chúng ta thấy là cái giá trị tiên đoán bệnh thận do BK virus thì cũng không được nhiều tác giả công bố ở trên thế giới, người ta chủ yếu tập trung vào công bố về giá các cái giá trị của tải lượng virus BK ở trong máu. Chúng tôi cũng coi đây mà cái đóng góp và cũng là cái cơ sở để đưa ra cái khuyến cáo, khuyến nghị cũng như là đưa ra cái hướng dẫn điều trị trong thực hành lâm sàng của trung tâm của chúng tôi. Tất cả những bệnh nhân mà có tải lượng virus BK trong nước tiểu trên 10 mũ 8 thì chúng tôi đều coi đấy là bệnh nhân đã có nguy cơ rất cao nhiễm có bệnh thận do virus BK, nên chúng tôi tiến hành điều trị và điều chỉnh phác đồ
ngay lập tức, và thậm chí là điều chỉnh rất là mạnh mẽ, mạnh dạn điều chỉnh phác đồ sớm để giúp cho giữ được chức năng thận hoặc là cải thiện chức năng thận của bệnh nhân nếu người ta đã có giảm chức năng thận ghép. Và đây là cái bảng tổng hợp cái giá trị tiên đoán của tài lượng virus BK trong máu cũng như là trong nước tiểu về giá trị chẩn đoán là cái bệnh thận do BK virus. Ở đây thì đây là cái bảng tổng hợp lại cái kết quả phân tích giá trị tiên đoán của tài lượng virus BK trong máu và trong nước tiểu. Và cái thời điểm chúng tôi cũng phân tích cái thời điểm nhiễm virus BK thì thấy rằng ở trong chủ yếu ở trong 2 năm đầu, chúng ta trong đó, nhưng mà cũng có gặp ở thời điểm tiếp theo, thậm chí ở giai đoạn rất là muộn. Và khi mà có những bệnh nhân mà có bệnh thận, được chẩn đoán bệnh thận do virus BK thì chúng tôi tiến hành điều trị. Thì ở đây chúng tôi về phác đồ thì ở đây chúng tôi đấy giảm dần liều cái thuốc chống tăng sinh ở đây và cắt hoàn toàn là 8. Cả 8 bệnh nhân đều cắt hoàn toàn cái thuốc chống tăng sinh. Đấy. Trong đó có 3 bệnh nhân thì chúng tôi chuyển từ thuốc nhóm CNI từ tacrolimus sang dùng cyclosporin. Và có 4 bệnh nhân thì chúng tôi thay cái MMF bằng Everolimus. Nhưng ở đây chúng tôi có cái hiệu chỉnh cũng như có cái điều chỉnh là chúng tôi không vào cái liều mà đúng cái liều khuyến cáo. Đó là thay cái liều tối đa, cái Everolimus với liều tối đa 1.5mg trên ngày. Mà chúng tôi vào với cái liều trung bình, tức là cái liều bằng 1/2 liều khuyến cáo là 0.75mg hoặc là 0.5mg trên lít. Thì thấy cái đáp ứng điều trị nó cũng rất là tốt. Và ở đây chúng ta thấy là các cái thời, đây là tải lượng virus được cải thiện sau thời gian điều trị. Đây là thời điểm lâu nhất có những bệnh nhân theo dõi và chỉ tỉ mỉ sau 5 tháng ở các bệnh nhân thì thấy rằng là tải lượng virus cải thiện rất là rõ. Ở đây là chúng tôi tải lượng virus chúng tôi đã log, chúng tôi tính số mũ là chính, thì tính theo số mũ log hóa, và đây là tính theo số mũ, thì chúng ta thấy rằng là tải lượng virus cải thiện rất là rõ sau khi điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch cũng như là điều chỉnh phác đồ. Và creatinine chức năng thận của bệnh nhân thì cũng được cải thiện trong khoảng thời gian sau điều chỉnh. Ở đây chúng tôi tổng hợp được 5 thời gian theo dõi thì chưa dài, thì đến cái thời điểm đóng số liệu để nghiên cứu để báo cáo. Tuy vậy thì có những bệnh nhân mà chúng tôi đã theo dõi đến nay là được 2 năm, và cá biệt có những bệnh nhân là sau khi điều trị bệnh thận do BK virus với cái creatinine tại thời điểm chẩn đoán là 193 micromol trên lít, nhưng đến thời điểm hiện nay là chức năng thận về hoàn toàn bình thường, thậm chí là bệnh nhân còn mang thai và sinh con và sau sinh chức năng thận vẫn duy trì ở mức ổn định. Thì đấy là một, tuy rằng là một cái cá thể người bệnh, nhưng mà đấy là cũng là đánh giá cái kết quả điều trị cũng như là theo dõi điều trị của phối hợp giữa bệnh nhân và trung tâm của chúng tôi để đạt được cái kết quả. Và những bệnh nhân mà có tài lượng virus BK chúng tôi đánh giá sau 1 tháng thì đấy cũng cải thiện rất là rõ. Còn các chức năng thận thì cũng được cải thiện ở thời điểm tháng thứ hai thì đều cải thiện rất là rõ so với tháng thứ nhất. Nó đều nằm ở cái đường vị trí ở dưới so với cái đường ban đầu, cái đường của cái khi mà thời điểm xuất hiện nhiễm virus BK, nhiễm trùng virus BK ở thời điểm trên, ở trên này. Còn thời điểm sau là cái thời điểm mà chúng tôi đã điều chỉnh phác đồ thuốc chống miễn dịch thì thấy chức năng thận đều cải thiện, tức là creatinine đều giảm xuống rất là tốt. Và nếu tính tỷ lệ mà các cái bệnh nhân mà có biến đổi hay là cải thiện chức năng thận thì thấy rằng là trên 50% bệnh nhân đã cải thiện rất là rõ sau 1-2 tháng kiểm soát phác đồ thuốc chống miễn dịch cho người bệnh. Và bên cạnh cái việc mà áp dụng điều chỉnh thuốc chống miễn dịch để cải thiện chức năng thận thì chúng tôi cũng đi sâu và nghiên cứu về các cái kiểu gen của virus BK. Thì ở đây chúng tôi đã phân tích được trên 50 bệnh nhân về gen, và dưới típ thì thấy rằng có 40 có 72% bệnh nhân là BK virus ở típ 1 và 28% là ở típ 4. Và không gặp, chúng tôi trong số mẫu chúng tôi đã phân tích gen thì không gặp típ 2 và típ 3, và với cái số liệu
phân tích dưới típ như thế này thì chúng tôi đã đăng được một cái bài báo quốc tế của Hội Ghép Tạng. Đây là một cái kết quả ban đầu, kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng dựa vào cái xây dựng quy trình và định dựa xác định cái gen của virus BK thì chúng tôi cũng đã đăng được bài báo thứ hai về cái quy trình xét nghiệm cũng như là cái mã gen của đóng góp vào cái bản đồ gen của quốc tế về trình tự gen của virus BK ở bệnh nhân ghép thận tại Việt Nam, và phân so sánh những cái kết quả, những cái đặc điểm của hai cái nhóm với số lượng bệnh nhân nhỏ như thế thì chúng tôi cũng chưa thấy cái sự khác biệt nào rõ ở hai cái nhóm type 1 và type 4 của gen của virus BK. Để kết luận lại thì trong cái bài báo cáo của tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ tần suất nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận là rất thường gặp. Nhiễm virus BK có thể gặp ở các thời điểm và thông thường gặp có tỷ lệ cao ở những bệnh nhân mà có suy giảm chức năng thận, và tài lượng virus BK ở trong máu trên 10 mũ 4 với bệnh nhân mà có như suy chức năng thận và trên 10 mũ 5 với bệnh nhân chức năng thận bình thường là cái giá trị tiên đoán nhiễm bệnh thận do virus BK, và điều chỉnh giảm liều thuốc ức chế miễn dịch và đổi phác đồ là có hiệu quả để cải thiện chức năng thận ghép, giữ được chức năng thận ghép, và gen virus BK ở type 4, type 1 là gặp nhiều nhất ở Việt Nam, sau đó type 4 và không gặp trường hợp nào là type 2 và type 3 ở những bệnh nhân mà đã được tích. Trên đây là toàn bộ bài trình bày của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đã theo dõi lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.